Chào các em lớp 9. Hôm nay thầy lại tiếp tục sản xuất video hướng dẫn các em giải đề thi môn toán vào lớp 10. Hôm nay chúng ta sẽ giải sang bài 3 2 điểm ý 1 giải hệ phương trình 3 nhân với x cộng 1 cộng với 2 nhân với lại x cộng 2y bằng 4. 4 nhân x cộng 1 trừ đi x cộng 2y bằng 9. Như vậy có thấy ở đây là có x cộng 1 này. Ở dưới đây cũng có đúng không ạ? Ở đây có x cộng 2y, ở đây cũng có. Bởi vậy chúng ta sẽ đặt ẩn phụ gam nhé. Chúng ta sẽ dùng cách 1. Đặt n bằng x cộng 1, m bằng x cộng 2y. Như vậy chúng ta đặt x cộng 1 là n các em nhé. X cộng 2y là m. Hệ sẽ trở thành bây giờ hệ chúng ta sẽ trở thành là gì? Sẽ là 3n đúng không? 3n cộng với lại 2m bằng 4 và 4n đúng không? 4 nhân x cộng 1 x cộng là n đấy. Trừ đi m bằng 9. Như vậy chúng ta đã tìm ra được cái hệ mới có ẩn nm. Và chúng ta tiến hành giải hệ này bằng phương pháp thế hoặc là cộng đại số. Ta cộng đại số các em nhé. Thì muốn cộng đại số thì chúng ta nhân cả hai vế của cái 2 với lại 2 để chúng ta có 2m em nhé. Như vậy là tương đương 3n cộng 2m bằng 4. Và đây chúng ta nhân hai vế của cái phương trình này với 2 lên thì đây thành 8n các em ạ. 8n trừ đến 2m và bằng 18 đúng không ạ? 2918. Và đây sẽ tương đương với hệ mới là 3n cộng 2m bằng 4. Và chúng ta lấy hai vế của phương trình trên này trừ cho hai vế phương trình dưới thì mất ẩn m em nhé. À, cộng với nhau, cộng với nhau đúng không ạ? Dương 2m với âm 2m là hết. Vậy là 3n cộng 8n là bằng 11n các em ạ. 11n. 3n cộng 8n là 11n. Dương 2m cộng âm 2m bằng 0. 4 cộng 18 bằng 22 các em nhé. Bằng 22 đúng không ạ? Và tương đương với hệ mới là 3n cộng 2m bằng 4. Và 11n bằng 2 thì n sẽ bằng 22 trên 11 bằng 2 đúng không ạ? Và từ đây sẽ tương đương với lại là chúng ta thấy là 2m sẽ bằng 4 trừ 3n đúng không ạ? 2m bằng 4 trừ 3n, n bằng 2 đúng không ạ? Và đây tương đương với lại 2m bằng 4 trừ 3m, 3n, n bằng 2 là bằng 6 đúng không ạ? 6 n bằng 2. Và tương hệ mới là 2m bằng 4 trừ 6 bằng âm 2. 2m bằng âm 2, n bằng 2.
À, từ đây tương đương với lại cuối cùng là 2m bằng âm 2 thì m bằng âm 1 các em nhé. 1 và n bằng 2. Thì chúng ta đã tìm ra được n bằng 2 đúng không ạ? N bằng 2 suy ra là x cộng 1 bằng 2. Và suy ra là x bằng 1 các em nhé. Như vậy chuyển về sang là 2 trừ 1. X 1. Tiếp theo là m bằng âm 1. Đúng không ạ? Suy ra x cộng 2y. X cộng 2y bằng âm 1. Đúng không ạ? Và tương đương với x bằng 1 các em nhé. 1 này cộng 2y bằng âm 1 này. Đúng không ạ? Và tương đương với lại 2y bằng âm 1. Âm 1 đây chuyển sang nữa đúng không ạ? Dương 1 thì âm 1 là bằng âm 2. 2y bằng âm 2 thì suy y bằng âm 1 các em nhé. Y bằng âm 1. Như vậy là chúng ta đã giải bài toán này bằng cách ẩn phụ là đặt n bằng x cộng 1 đúng không ạ? Tìm ra được n bằng 2 và từ n bằng 2 thì suy ra là x cộng 1 bằng 2 nên x bằng 1. M bằng x cộng 2y và giải được m bằng âm 1 các em nhé. Thế m bằng âm 1 thì suy ra x cộng 2y bằng âm 1 và thay x bằng 1 vào đúng không ạ? Ta sẽ tìm được y bằng âm 1. Như vậy là đây là thầy đã hướng dẫn các em cách giải bài toán bằng cách đặt ẩn phụ. Bây giờ chúng ta sẽ giải bằng cách thứ hai là cách thông thường các em nhé. Chúng ta nhấn phá ngoặc. Cách 2. Ở đây chúng ta sẽ có là 3 nhân x cộng 1 cộng 2 x cộng 2y bằng 4 đúng không ạ? Đây là 4 nhân x cộng 1 trừ x cộng 2y bằng 9. Thì cái này chúng ta sẽ giải bình thường các em nhé. À, tương đương 3 nhân x là 3x này. 3 nhân 11 là bằng 3 này, cộng 3 này. 2 nhân x là 2x này. Đúng không ạ? Mà tiếp tục ở đây là 2 nhân 2y là bằng 4y các em nhé. 4y bằng 4 đúng không ạ? Chúng ta nhân phá ngoặc ấy. Đây là 4 nhân x là 4x này. 4 nhân với dương 1 là bằng 4 này. Trước ngoặc có dấu trừ phóng ngoặc đổi dấu các em ạ. X thành trừ x này. Dương 2y thành âm 2y này. Bằng 9 đúng không ạ? Tương đương ở đây 3x cộng 2 là 5x các em nhé. 5x cộng 4y đúng không ạ? 3x với 2 thì 5x này, cộng 4y. Thế là dương 3 chuyển cho thì âm 3, 4 trừ đi 3 thì bằng 1 các em nhé, bằng 1. Đây là 4x trừ x cộng 3x trừ 2y đúng không ạ? 4x với lại âm x là còn 3x, âm 2y là nguyên. Thế là dương 4 chuyển cho thì âm 4 các em nhé. 9 trừ 4 bằng 5 đúng không ạ? Và chúng ta sẽ tương đương với hệ mới. Chúng ta lại nhân hai vế của cái hệ phương trình thứ hai này với 2 để nó thành âm 4y các em nhé. Lúc đó sẽ cộng hai vế của hai phương trình này sẽ mất y đi. Như vậy là 5x cộng 4y bằng 1. Này nhân cả hai vế này với 2 lên là 6x trừ 4y bằng 10. Đúng không ạ? Đây, cộng hai vế của phương trình lại chúng ta có một cái hệ mới. Ở đây chúng ta chuyển vế này. 5x này bằng 1 này trừ 4y. Đúng không ạ? 5x bằng 1 trừ 4y. Thế cộng hai vế của hai phương trình này lại 5x cộng 6x là bằng 11x các em nhé. 11x này. Dương 4y với âm 4y là hết, đúng không ạ? Nó sẽ bằng là 1 cộng 10 là 11. Mà chúng ta có tương đương hệ mới là x gì? Đúng không? Ở đây chúng ta sẽ biến đổi y các em nhé, chúng ta đổi thành y đi. Chúng ta tìm y đi. Đây là 4y. 4y. 4y bằng 1 trừ 5x.
Để chúng ta biết x rồi thay vào các em nhé. Đây chúng ta đổi từ 4y. 4y này bằng 1 trừ 5x. Đúng không ạ? Vậy đây là 4y bằng 1 trừ 5x. Đúng không ạ? Thế đây là 11 x bằng 11 thì suy ra x sẽ bằng 11 trên 11 bằng 1 các em nhé. Mà thay x bằng 1 vào trên. Đúng không ạ? Suy ra là 4y bằng 1 trừ 5 nhân với 1, 5x đúng không ạ? X là 1 trừ 5 nhân 1 là 5. Bằng âm 4. Thì 4y bằng âm 4 thì suy ra y bằng âm 1 đúng không ạ? Vậy nghiệm của hệ là x bằng 1 và y bằng âm 1. Và như vậy là chúng ta có hai cách giải cái bài toán này. Cách 1 là đặt tận phụ, đúng không ạ? Cách 2 là giải bình thường chúng ta nhân phá ngoặc ra. Như vậy là video hôm nay thầy kết thúc ở đây. Hẹn gặp các em trong video sau. Thân ái chào các em. Chúc các em học giỏi.